Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món là mứt tắc cho ngày Tết. Không dùng nước dôi trong nhưng mà cái phần mứt của mình nó dẻo, mềm và không có bị đắng. Vị thì chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Màu vàng rất là bắt mắt luôn. Mình bỏ ra một ít thời gian là mình có thể làm được một món mứt cho gia đình mình rồi đó các bạn. Để làm được cái phần mứt tắc thì đây mình có tắc. Khi các bạn mua thì mình lựa những trái tắc căng bóng và chín vàng. Thì khi mình sơn cái phần mứt lên á, nó có được cái màu vàng rất là đẹp. Ở đây thì mình dùng là 1 kg tắc. Còn phần đường á, thì mình sử dụng là 500 g đường cát trắng. Các bạn có thể sử dụng đường vàng cũng được nha. Và muối bột thì mình dùng là 2 g. Đầu tiên thì mình sẽ đi gọt cái phần tắc nha các bạn. Thường thì mình làm mứt tắc thì mình sử dụng cái loại tắc nó chín vàng. Hoặc là các bạn mua tắc Thái thì cái trái nó rất là vàng. Thì khi mình sơn mứt lên nó có cái màu vàng rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình sử dụng cái tắc màu xanh này. Nó chưa có chín hết nên nó còn xanh á. Thì mình chịu khó mình dùng dao mình sẽ gọt bỏ đi cái lớp xanh này để khi mà mình sơn mứt lên á nó có được cái màu đẹp. Và nếu các bạn không dùng dao mình gọt á thì mình có thể dùng cái bàn gì đó mình cà cho cái lớp vỏ của quả tắc á nó mỏng lại. Phần tắc sau khi mà mình gọt cái vỏ xanh xong á thì mình chẻ nó ra nha các bạn. Mình chẻ ra thành những cánh hoa. Các bạn có thể chẻ ra làm 4, làm 5 hoặc làm 6 tùy thuộc vào các bạn nha. Và mình sẽ nặng mình bỏ đi hết cái phần hột, tại vì cái phần hột nó sẽ làm cho cái phần nước tắc mình á sẽ dễ bị đắng hơn. Và cái phần nước tắc này á, thì mình có thể mình để lại mình pha nước mình uống hoặc là mình làm cái phần siro tắc cũng rất là ngon luôn đó các bạn. Mình để vô đây 1 muỗng muối và mình dùng muỗng mình sẽ đảo đều cho cái phần muối nó tan đều ra. Mình sẽ để vô đây hết luôn. Và mình ngâm tắc này trong nước muối như gì thì giúp cho cái quả tắc mình nó được sạch hơn đó các bạn. Và mình sẽ lấy những cái hạt tắc mà nãy mình làm nó còn sót lại á, mình sẽ lấy ra hết. Tại vì khi sơn mứt á, mà nếu các bạn còn để sót cái hạt tắc á, thì cái mứt của mình khi sơn lên nó sẽ dễ bị đắng, không có được ngon. Và mình sẽ vớt cái phần quả tắc ra. Khi mà các bạn vớt quả tắc ra thì mình vớt, mình bóp nhẹ tay thôi, cho cái phần nước nó ra hết, mình đừng có bóp mạnh tay quá. Tại vì cái phần tắc của mình nó rất là mềm, nếu mà các bạn bóp nó mạnh tay quá thì nó sẽ dễ bị vỡ ra. Khi mà các bạn sơn mứt á, nó sẽ không được đẹp và không được ngon. Và khi mình vớt ra xong hết thì mình để vô một cái gỗ để cho nó ráo đi cái phần nước. Phần tắc thì nó đã ráo nước thì lúc này mình sẽ đổ hết cái phần đường cát trắng vô đây. Nếu bạn nào muốn ăn ngọt hơn á, thì mình thêm cái lượng đường vô nha. Và mình trộn đều cho cái phần tắc nó thấm đều vào trong cái đường. Vậy khi các bạn trộn đều xong rồi á, thì cái phần tắc này á, thì mình sẽ ngâm với đường là khoảng 4 tiếng nha. Mình ngâm 4 tiếng đi cho cái phần đường nó tan thành nước luôn. Và nếu các bạn có thời gian á, thì mình để qua đêm á, thì chị nó càng ngon. Phần tắc thì nãy giờ mình ngâm đã được 4 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ cái phần đường nó đã ra nước như gì? Nó ra nước như gì là được nha.
và lúc này mình sẽ đem đi sên. Mình sẽ đi sên cái phần tắc này. Mình dùng muỗng mình sẽ múc từng quả tắc nha các bạn. Tại cái phần tắc của mình nó rất là mềm nên mình đổ vô mình sợ là cái phần tắc của mình nó dễ bị vỡ ra. Mình để hết cái phần nước đường vô đây luôn. Và khi các bạn sên mứt á, thì lúc đầu á, thì mình sử dụng lửa nhỏ nha. Và mình dùng muỗng mình đè nhẹ như vậy thôi. Mình đừng có dùng giá hay đũa gì mình sơ. Tại vì lúc này cái phần tắc của mình nó rất là mềm. Mứt tắc của mình thì lúc này nó đã sôi lên rồi. Thì mình dùng muỗng mình chở bề, chở đều hai mặt nha các bạn. Và giờ cái phần đường thì nó cũng kẹo lại rồi. Mình cứ chở bề đều hai mặt như vậy để cho cái phần tắc của mình nó thấm đều với đường. Và mình sẽ sơn cái phần mứt này cho nó kẹo cái phần đường lại nha. Mứt tắc của mình thì mình sơn như gì được rồi nha các bạn. Phần mứt thì nó vàng rất là ngon luôn. Nhìn rất là thấm. Và cái phần nước đường thì nó kẹo lại như vậy là được. Các bạn sơn sao cho cái phần đường nó vừa kẹo lại như gì là được nha. Và mình nêm nếm thì cái độ ngọt nó đã vừa ăn rồi. Nó hơi chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Sẽ đem cái phần mứt tắc ra để mình phơi. Các bạn có thể sử dụng cái mâm hoặc là cái xửng gì đó để mình để cái phần mứt tắc lên cho nó ráo cái phần đường rồi mình đem ra ngoài mình phơi. Mình sẽ đem cái phần mứt tắc này ra để mình phơi nắng nha các bạn. Mình phơi là khoảng là 3 tiếng. Các bạn có thể phơi 4 tiếng cũng được nha. Mình phơi cái phần mứt tắc này để cho cái phần mứt nó ráo đi cái phần đường. Thì như vậy cái phần mứt của mình nó sẽ ngon hơn. Và khi các bạn sên mứt tắc á, mình sên rồi mình có thể dùng liền được luôn. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn bảo quản cái phần mứt lâu hơn á, thì mình chịu khó mình đem ra mình phơi nắng á, thì như vậy cái phần mứt tắc của mình bảo quản được lâu hơn. Và mình phơi sao cho cái bề mặt tắc á, nó khô, nó ráo lại như gì. Phần mứt tắc của mình thì mình đã làm xong rồi đó các bạn. Cái màu vàng rất là đẹp luôn. Và mình ăn cái vị nó hơi chua chua, ngọt thanh rất là ngon. Phần mứt tắc này á, thì mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Tại vì nó có cái vị chua chua. Trong những ngày Tết á, thì thường mình không thể nào thiếu các loại mứt nha. Nhưng mà mình làm cái phần mứt tắc này á, cho gia đình mình ăn á, nó sẽ đỡ ngán hơn đó các bạn và lạ miệng nữa.